Xin chào tất cả các bạn trong video sẽ tìm hiểu về lệnh lập do why thì đây là cái lệnh lập mà cho chúng ta kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện cái công việc trước khi đi vào nội dung chi tiết của lệnh do why thì chúng ta xem xét lại khái niệm thì lệnh lập là được sử dụng để điều khiển các công việc lặp đi lặp lại nhiều lần. thì chúng ta lưu ý là sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần và mỗi lệnh lặp thì sẽ có các điều kiện dừng xác định. Ngôn ngữ C thì hỗ trợ cho chúng ta ba lệnh lặp đó là Why, do while và for. thì trong nội dung của video sẽ tìm hiểu chi tiết về lệnh do Why Cú pháp để định nghĩa lệnh do while sử dụng từ khóa do và từ khóa why. Sau từ khóa do mở ngoặc nhọn và kết thúc ngoặc nhọn thì đây là cái nội dung ở trong thân vòng lập. Why sẽ mở ngoặc và đóng ngoặc xác định điều kiện. Tức là trong khi điều kiện này đúng thì sẽ thực hiện các công việc và tiếp tục kiểm tra điều kiện. Xem xét cái lưu đồ thực toán cho vòng lập Do while. Thì trước hết là đi vào thì chúng ta sẽ thực hiện ngay cái công việc và tiếp đến sẽ thực hiện là kiểm tra điều kiện và nếu điều kiện này đúng thì sẽ thực hiện công việc và quay lên kiểm tra điều kiện nếu điều kiện đúng thì sẽ thực hiện công việc và trong khi là điều kiện đúng vẫn thực hiện các công việc lặp đi lặp lại như thế này và nếu điều kiện sai thì sẽ kết thúc vòng lặp do while Đặc điểm của vòng lập do while là cái nội dung công việc sẽ thực hiện ít nhất một lần, cho dù điều kiện đúng hay là điều kiện sai. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét ví dụ về lệnh lập do while, khai báo biến số và gán giá trị không cho số. Sử dụng do, từ khóa do, mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn. While mở ngoặc tròn và đóng ngoặc tròn xác định điều kiện là trong khi số nhỏ hơn không và cái nội dung là đi vào sẽ thể thực hiện cái câu lệnh scan app để đọc giá trị được nhầm từ bàn phím cho cái biến số và sau khi đọc giá trị xong thì tiếp tục là kiểm tra giá trị này là nhỏ hơn không thì quay lên lại thực hiện tiếp là cái lệnh scan để cho phép là đọc giá trị trở lại cho biến số và tương tự kiểm tra điều kiện nếu điều kiện này vẫn còn đúng thì quay lên lại thực hiện scan f để đọc giá trị ở đây thì chúng ta sẽ có cái sự ánh xạ tương ứng với cái sự lưu đồ thuật toán đầu tiên là sẽ gán giá trị không cho biến số và tiếp tục là đọc giá trị của cái biến số và kiểm tra là nếu số nhỏ hơn không và điều kiện này đúng thì sẽ thực hiện quay lên tiếp tục nhập giá trị cho số và nếu điều kiện sai tức là số sẽ lớn hơn hoặc bằng không thì sẽ thoát khỏi vòng lập với đoạn mã ví dụ cho phép chúng ta có thể chỉ nhập các số nguyên dương từ bàn phím Trong phần demo sẽ demo cách sử dụng vòng lập do while để đọc giá trị từ bàn phím và giá trị đọc được sẽ là một số nguyên dương. Nếu người dùng nhập vào số âm thì sẽ yêu cầu người dùng nhập lại. Chạy chương trình Video Studio Code và mở lại thư mục Slide 4. Kích vào New File để tạo ra file mới và đặt tên đó là Positive number.c và nhấn Enter. Viết nội dung cho file trước hết khai báo include thư viện stdio.h và tràn vào hàm main là hàm thực thi chính của chương trình. Ở trong hàm main thì sẽ định nghĩa biến num và biến sẽ lưu giá trị do người dùng nhập vào sử dụng câu lệnh là do y trong khi năm này nhỏ hơn không và trong cái nội dung của vòng lặp là do y thì sẽ hiển thị ra đây là bring app enter a positive number tức là phải là một số uh, số dương và sử dụng scan app để đọc giá trị của số dương do người dùng nhập vào tuy nhiên trong khi mà người dùng nhập vào số âm thì chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập lại và chúng ta có thể kiểm tra nếu là number nhỏ hơn không thì sẽ hiển thị thông báo cho người dùng biết là cần phải thực hiện cái điều gì tức là number must be a positive number ở post tip và sau đó sử dụng get tra để người dùng nhắn một phím bất kỳ hay là chúng ta có thể hiển thị ra cái thông tin and này là press enter to continue tức là nhấn cái phím enter để có thể tiếp tục Ở trong chương trình có một lỗi phát sinh và chúng ta thấy ở bên dưới get char xuất hiện dấu gạch đỏ như thế này và di chuyển con trỏ chuột về cái get char để thấy được cái thông báo lỗi tức là expected a semicolon ở đây thì thiếu cái dấu chấm phẩy thì đi di chuyển về trước bring app và thêm dấu chấm phẩy vào lưu nội dung kích phải chọn Run Code để chạy chương trình. Và yêu cầu là nhập vào một số. Nếu nhập vào trừ 1 thì nhấn Enter. Và chúng ta có thể ở đây thì press Enter to continue. Và tiếp tục là nhập vào số trừ 8. Nhấn Enter. Nhập vào số 9. Nhấn Enter thì thoát chương trình. Chỉnh sửa nội dung của positive number thì trong phần là hiển thị press enter to continue. Tuy nhiên là không đợi cho người dùng nhập cái ký tự Enter mà vẫn tiếp tục là quay lên trở lại hiển thị enter a positive number và để khắc phục cái lỗi này thì chúng ta sử dụng hàm F flush để đổ ký tự enter còn lại ở trong bộ đệm và sau đó sẽ gọi thực hiện get char để đọc và chờ đợi người dùng nhập cái ký tự enter. Sau khi người dùng nhấn ký tự enter thì có thể sử dụng hàm là system và gọi thực hiện lệnh clear screen để cho phép là xóa trắng các cái thông tin được hiển thị ở trên màn hình console và hiển thị cái thông tin mới đó là enter a positive number và để sử dụng được hàm system thì chúng ta cần include thư viện đó là include std lib.h kích phải chọn run call để chạy chương trình và cái kết quả thực hiện nhập vào một nhấn enter nhấn enter thì chương trình sẽ chờ đợi người dùng nhập vào một phím bất kỳ và nhấn enter để tiếp tục và chúng ta sẽ thấy là các cái dữ liệu được hiển thị hiện tại ở trong cái cửa sổ terminal sẽ bị xóa và phục vụ cho việc là hiển thị dòng mới đó là enter a positive number tương tự như vậy nhập là trừ chín nhấn enter và nhấn enter nhập vào trừ một à, 2 trừ hai nhấn enter đây thì chúng ta sẽ thấy là nhấn enter và nhập vào 9, nhấn enter thì sẽ thoát chương trình và đây là cái kết quả chỉnh sửa thì chúng ta cần phải include thư viện stdlib.h và thêm vào fflush stdin để cho phép là đổ ký tự enter và các cái ký tự còn lại ở trong cái bộ đệm nhập và sau đó sẽ gọi thực hiện get char để đọc một cái ký tự do người dùng nhập vào từ bàn phím thì nếu người dùng chưa nhập thì sẽ chờ cho người dùng nhập ký tự từ bàn phím và gọi thực hiện system với cái tham số truyền vào đó là cls tức là clear screen thì cho phép là xóa trắng các cái nội dung hiện đang được hiển thị ở trong cái cửa sổ console và sau khi xóa trắng xong thì kiểm tra điều kiện sau đó quay lên trở lại và sẽ thực hiện là hiển thị enter a positive number và đợi cho người dùng nhập một cái giá trị số nguyên. Nội dung chỉnh sửa cuối cùng đó là sau khi thoát vòng lặp thì có thể hiển thị lại giá trị mà người dùng nhập vào và lúc này giá trị của biến num là một cái số nguyên dương và ở đây thì chúng ta sẽ có đó là enter number e positive và đây thì chúng ta có thể xịt n và phần trăm d sau đó hiển thị lại giá trị của cái Biến 5 vừa nhập vào. Kích phải chọn Run khâu để chạy chương trình. Và lúc này thì nhập vào trừ 9. Nhấn Enter. Và nhấn Enter thì chương trình yêu cầu người dùng nhập lại. Và nhập 3. Nhấn Enter. Thì giá trị của 3 sẽ được hiển thị ra trở lại cho người dùng. Đây là 3 là một cái giá trị số nguyên. Và chúng ta thấy rõ như thế này. Ở phần tiếp theo này thì các bạn có thể thực hiện một bài tập về lệnh do while. À, viết mã tính tổng các số dương được nhập vào từ bàn phím theo cái lưu đồ thuật toán là trước hết sẽ khởi gán giá trị cho các biến số bằng 0 và tổng bằng 0. Tiến hành nhập số và kiểm tra nếu số này lớn hơn 0 thì nếu đúng thì sẽ thực hiện là tổng cộng bằng số và tiếp tục là kiểm tra là số có nhỏ hơn không hay không nếu số nhỏ hơn không thì sẽ tiếp tục là nhập số và thực hiện các công việc Ở trong tình huống là số này là nhỏ hơn không là sai à, tức là số lớn hơn không là sai thì chúng ta tiếp tục là kiểm cũng kiểm tra là số là có nhỏ hơn không hay không và quay lên nhập số. Tình huống là số lớn hơn 0 thì sẽ thoát. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung tìm hiểu về vòng lập do while. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.